cùng ông bà và anh chị em. Và công bố tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bây giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phần nữ tỳ hèn mọn người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trị Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Đó là lời Chúa. Thưa ông bà và anh chị em, ngày mai là lễ Đức Maria Nữ Vương. Đức Maria Nữ Vương. Ta có thể thắc mắc là Đức Maria là nữ vương của ai? Nữ vương giống như là nữ hoàng, là một vị vua của tất cả. Thế thì ta thắc mắc là mẹ là vua của ai? Nữ vương của ai? Có thể trả lời được là mẹ là nữ vương của tất cả, của tất cả loài người, và muôn thọ tạo, tất cả thiên nhiên vũ trụ được đặt dưới quyền thủ lĩnh, dưới quyền trưởng tử là Chúa Giêsu. Mà mẹ Maria lại được phúc cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu, nên giáo hội xác tín cái tước hiệu phong cho mẹ là nữ vương là chính đáng. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ cảm nhận được sâu xa hơn, không phải là nữ vương chung chung, nhưng mà nữ vương của tất cả những ai đau khổ, tất cả những ai nghèo đói, tất cả những ai bơ vơ lạc lõng. Bởi vì nếu mà với những người giàu có đầy đủ mà sung sướng sang trọng thì chắc là không cần đến mẹ đâu. Mẹ cũng là nữ vương của họ nữa, nhưng tất cả những người khốn khổ, những người nghèo, những người bơ vơ, những người gặp đổ vỡ, những người tan nát gia đình, những người bị tù tội, bị đối xử bất công, những người bị mang những bệnh nan y, những người gặp những tai họa khốn khổ ở trong cuộc đời, họ cần đến Đức Mẹ hơn, và mẹ cũng thương họ hơn cách đặc biệt. Nên có thể nói mẹ là mẹ của những con người đau khổ, những con người nghèo đói. Rồi chúng ta cũng mạnh dạn để mà nói luôn là mẹ cũng là mẹ của toàn thể cái vũ trụ tạo thành này. Từng bước chúng ta sẽ phân tích hai cái điểm này. Trước tiên là mẹ của những người nghèo khổ. Chúng ta thấy ở trong cái bài hát mà ta vẫn quen gọi là bài Magnificat, là bài tán dương ngợi khen Đức Chúa, thì mẹ Maria đã cất lên một lời nói, một lời hát rất là độc đáo. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Và Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Mấy cái người kiêu căng họ đâu có tôn sùng mẹ là nữ vương. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Càng khiêm nhường thì càng gặp được mẹ, càng khiêm nhường thì càng gần mẹ. Rồi Chúa, kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng.
người nghèo khó chẳng còn cái gì nữa, thì họ lại có Đức Mẹ. Còn những người giàu có đủ thứ mọi sự trên đời, tham nhũng hối lộ, ăn của dân nghèo biết bao nhiêu ngàn tỷ, anh chị em có thể tưởng tượng khủng khiếp. Một cái vụ tham nhũng mà bóc lột người dân ở Thủ Thiêm đó, là mấy quan chức nhà ta bỏ túi 26.000 tỷ, tức là 1 tỷ đô la chia chác nhau. Những cái con người ấy lòng dạ nào nữa mà nghĩ đến Đức Mẹ, làm dòng lòng dạ nào mà tôn sùng Đức Mẹ là nữ vương. Họ chỉ còn có cái tâm địa là hà hiếp, bóc lột, bất công, tham nhũng, hối lộ. Và khi mà đã có tất cả những cái đó thì họ hưởng thụ, họ vui chơi, họ sa đọa, họ làm những chuyện hết sức là ghê tởm. Nên Đức Maria là nữ vương của những ai đói nghèo, thì Chúa lại ban cho họ dư đầy ân phúc, ban cho họ có Mẹ. Chúng ta thấy Mẹ Maria hiện ra ở chỗ này chỗ kia trên toàn thế giới, là hiện ra với những người nghèo, hiện ra với những trẻ em, và có những cái lời nâng đỡ, khuyến khích cho những cái người đau khổ đó đủ can đảm để mà sống đức tin ở giữa cuộc đời khốn khổ này. Chúng ta có thể nói là bài ca mà chúng ta gọi là bài ca tán dương ngợi khen Đức Chúa đó, là bài ca của lòng thương xót. Là ở chỗ có hai cái câu này: đời nọ tới đời kia Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Và ở đoạn cuối cùng thì Chúa độ trì cho Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Con cháu đến muôn đời là chúng ta đang ngồi ở đây này. Con cháu đến muôn đời cũng gặp những chuyện khốn khổ. Thì bây giờ lòng thương xót của Chúa từ đời nọ tới đời kia lúc nào cũng chan hòa cho chúng ta. Nên có thể nói là Mẹ đã cất lên một bài hát của lòng thương xót. Mẹ đã hát thay cho biết bao nhiêu con người có lòng kính sợ Chúa, nghèo nhưng mà vẫn cố gắng sống tốt, sống lương thiện. Chúng con đi thăm những cái người mà anh chị em thấy đi ngoài đường mà họ đẩy cái xe, họ bán ngô chiên bắp luộc đó. Ngô chiên bắp luộc có nhiều người bây giờ cũng khá rồi, nhưng mà nhiều người vẫn cứ nghèo. Họ bắt đầu đẩy cái xe ra ở cái khu quận Tân Phú, họ thuê nhà ở chung. Họ bắt đầu đẩy xe ra, bắt đầu đi bán là 1 giờ trưa, và họ sẽ đi bán cho ròng rã trong các đường phố của chúng ta cho đến 1 giờ khuya. Bán bình thường thì còn đỡ, mà gặp trời mưa to, khốn khổ, gặp công an dân phòng mà đuổi nó thì cần có khi là bị tịch thu mất hết. 1 giờ khuya họ mới về đến nhà, lăn ra ngủ, ngủ một giấc. 6-7 giờ sáng thức dậy là bắt đầu làm bắp. Cái mối bắp nó chở tới hàng ngàn cái trái bắp, cả cái khu vực như vậy. Cả 100 người bán ngô chiên bắp luộc, họ lại bắt đầu lột bắp ra, bắt đầu luộc nấu. Đa số là những người nghèo, đa số là những người nheo nhóc, con cái đông, đa số là những người công giáo, và đa số là những người rất là lương thiện. Chúng con đi thăm họ, dạy giáo lý cho họ, nói chuyện với họ, hỏi thăm, thì họ nói là: thưa cha, chúng con đi mệt lắm, vất vả, căng thẳng lắm, nhưng mà đến khi tối về chúng con lăn ra chúng con ngủ ngon lắm. À, thì ra những con người có lòng kính sợ Thiên Chúa đó, thì lương tâm nó ngay thẳng, nó ngay và nó thẳng, chứ nó không cong queo, nó không có lươn lẹo, nên đến khi mà ngủ đó, ngủ rất rất là ngon, rồi sáng thức dậy bù lại sức rồi thì bắt đầu làm tiếp, làm bắp tiếp, luộc tiếp, đến 1 giờ trưa bắt đầu họ đẩy. Tụi con có một cái anh quay phim, anh trực ở trước cái cổng, thì đúng 1 giờ trưa cái lần lượt từng xe một, từng xe ra, có khi cả 100 cái xe đẩy đi thuê như vậy, đẩy ra bắt đầu đi bán. Đến khuya về họ lại từng xe lại về, có khi bán hết, có khi bán không hết. Nhưng mà như hồi nãy con nói đó, họ ngủ rất ngon. Có thể là bán không được, nhưng mà không sao. Họ nói: thưa cha, có Chúa lo, có Đức Mẹ lo. À, thì ra vậy, có một niềm vui,
mà lòng thương xót của Chúa chan hòa trên đời của họ. Họ kiếm được tiền nhiều thì họ cũng mừng, họ lại gửi về quê để giúp cha mẹ già. Mà nếu mà tìm không được, kiếm không được đủ số tiền, họ cũng vẫn vui, vẫn phó thác. Ở nhà thờ Kỳ Đồng, có khi con tổ chức lễ xa quê, con mời họ, họ kéo hết về và bảo hôm nay tụi con nghỉ bán buổi tối, cái giờ này mới là cái giờ tụi con bán được nhiều nhất, thì bây giờ tụi con hy sinh, con đi dự lễ lễ xa quê cho những người như chúng con. Thế là chúng tôi lại mời họ dự lễ xong, lễ xong lại kêu gọi cộng đoàn ra mua bắp ủng hộ cho họ. Thế là chỉ trong vòng nửa tiếng sau lễ, 9 giờ rưỡi đêm rồi đó, là giáo dân ủng hộ ra mua bắp cho họ, vui ơi là vui. Đó là những con người cần đến lòng thương xót, và vì thế họ đón nhận được lòng thương xót một cách trọn vẹn. Mà cho con cháu đến muôn đời, có nghĩa là từ Abraham cho đến bây giờ và cho đến sau chúng ta. Thế mà ai có lòng kính sợ Thiên Chúa, ai có tâm hồn ngay thẳng, ai sống đàng hoàng tử tế, nghèo nghèo, khổ khổ, thì đón nhận được lòng thương xót ấy. Nên chúng ta thấy mẹ là nữ vương của những con người đó, chứ không phải nữ vương của những cán bộ với lại những người giàu sang và ăn chơi chắc táng đâu. Nữ vương của những người tốt lành, thánh thiện và nghèo khó. Tiếng khóc than của họ có thể có, họ cũng gặp những oan ức, họ cũng gặp những rủi ro, những tai họa. Vừa rồi lũ ở trên Đắk Nông, có những gia đình chết hết cả một nhà, cái người đàn bà, người mẹ trong đó chết đứa con rồi mà còn chết luôn cái bào thai đang mang trong bụng. Hỏi ra cũng là người Công giáo, không biết là trong cái khoảnh khắc cuối cùng trước khi nước nó dìm chết họ, lũ bùn đất nó dìm chết họ trong căn nhà của họ, thì họ đã nghĩ gì. Con thì con nghĩ là nếu đã là người Công giáo thì lúc đó kêu Chúa ơi, mẹ ơi, cứu con, mà họ vẫn chết. Vậy có phải là bi kịch không? Chắc là không. Những con người như vậy, chúng ta xác tín là có lòng thương xót của Chúa đón nhận họ. Nên tiếng khóc than, tiếng kêu la của họ không phải là rơi vào vô vọng, mà nó động đến trời cao, nó chạm được vào Thiên Chúa. Ta xác tín điều đó. Bởi vì Chúa không thể nói dối, Chúa không thể hứa hão, mà Đức Mẹ cũng thế. Nên Chúa nhớ lại lòng thương xót đã dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bây giờ đến cái thứ hai mà hồi nãy con nói đó, mẹ không chỉ là nữ vương của con người khốn khổ, mà mẹ còn là nữ vương của vũ trụ tạo thành. Chúng ta nhớ lại là cái câu chuyện của sáng thế đó rất là hay, tác giả đã mô tả để cho chúng ta cảm nhận được rằng trước khi có tội lỗi đó thì cái thế giới tạo thành này nó rất là tốt đẹp. Chiều chiều, cái cách tả của ngày xưa nó giống như chuyện cổ tích ấy. Chiều chiều Thiên Chúa đi dạo trong vườn, trò chuyện với con người. Con người thì sống hài hòa với muôn loài muôn thú, chẳng có con nào là độc dữ, chẳng có con nào ăn thịt người. Và cây trái cũng tốt tươi, sung xuê. Nhưng mà Kinh Thánh kể là khi con người phạm tội mất lòng Chúa rồi thì bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Đó là một cách nói. Còn cách nói là khi con người đã để cho tội lỗi nó chiếm đoạt của mình mà quay lưng lại với Thiên Chúa, thì con người đánh mất cái vũ trụ tạo thành quá tốt đẹp này. Và Kinh Thánh nói rõ là từ đó về sau gai góc đã làm cho không còn được mùa màng tốt tươi như ngày xưa. Rồi Ca-in lại giết Abel, anh trai lại giết em trai vì ganh tị. Đó là một cách nói của Kinh Thánh để cho thấy là khi con người tệ hại với nhau, cái con người đối xử độc ác với nhau, gian trá với nhau, ganh tương và kiêu ngạo, tham lam và độc hại, thì cùng một lúc cái vũ trụ tạo thành này nó quật ngược trở lại. Và ta thấy là thế giới của chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu những cái hoạn nạn, lũ lụt, thiên tai, động đất. Và thưa anh chị em, hiện tại bây giờ nhiều khi chúng ta không biết là khí hậu toàn cầu đang bị biến đổi.
Tất cả những cái nước giàu có nó phát triển để thu lợi nhuận tối đa đó, nên nó xả ra khí độc. Mà khí độc đó làm thủng cái tầng ozone. Mà khi thủng cái tầng ozone thì ánh nắng của mặt trời sẽ xuyên thấu và làm cho Bắc Cực vốn là đóng băng thì bây giờ nó nóng lên. Người ta cho phép, người ta nói là cho phép nóng lên thêm 2 độ. Nóng lên, điều kiện nóng lên cho phép là 2 độ. Vậy mà bây giờ nó đã nóng lên gần 4 độ rồi. Và bao nhiêu cái băng ở Bắc Cực nó bắt đầu nó nóng lên, nó tan. Và nó hàng triệu triệu mét khối nước băng nó tan ra. Và bắt đầu mặt đất của chúng ta đang sống bắt đầu ngập lụt. Bên Mỹ những cái bang như là bang Florida hay là Cali, nó bắt đầu mưa rất to và ngập lụt. Ở Việt Nam chúng ta phải nhớ là đất Sài Gòn của chúng ta và đất miền Tây đó, đồng bằng sông Cửu Long, nó thấp hơn mặt nước biển. Vậy mà bây giờ mặt nước biển nó nâng lên từ từ, đến cái ngày mà người ta báo động cho biết chỉ còn 6 tới 10 năm nữa thôi, 6 tới 10 năm nữa thôi anh chị em, tức là tuổi như chúng tôi với anh chị em có thể chứng kiến được cái thảm họa nước nó dâng lên. Và bên Công giáo người ta tính là 17 giáo phận trên 27 giáo phận, những giáo phận như là Sài Gòn, Vĩnh Long, với lại Cần Thơ, Long Xuyên ngập dưới mặt nước. Các giáo phận ven biển, các giáo phận của đồng bằng sông Hồng ngoài Bắc. Thế cứ là đồng bằng lâu nay nó là một cái đồng bằng đem lại lúa gạo để nuôi sống toàn dân. Bây giờ mấy ông cách mạng này vào phá tan tành. Để thêm anh Trung Quốc ở trên nó làm đập đất đắp nữa. Nên có lúc chúng ta thấy miền Tây lại trở thành hạn hán vô lý thật. Và ngược lại đến lúc mà không đủ nước để về thì đói, hạn hán thì sẽ dẫn tới đói. Năm nay hoặc năm tới miền Tây sẽ hạn hán và thiếu lúa gạo đấy. Ta cứ ở Sài Gòn thì ta cứ nghĩ là nó bình thường, vì ta có tiền nên ta nhập gạo của Thái Lan về ta ăn. Nhưng mà biết bao nhiêu con người nghèo, biết bao nhiêu người nông dân sẽ rơi vào khốn khổ. Rồi đến ngày nào mà nước của Bắc Cực nó tan á và nó dâng lên á, thì tất cả dân Công giáo và nhất là đồng bào Lương sẽ không còn có chỗ nào chạy ngoài việc chạy lên trên vùng cao, chạy lên Lâm Đồng, Ban Mê Thuật, Đắk Nông, Đắk Lắk, chạy lên Kon Tum, Gia Lai, chạy lên những vùng núi của Quảng Trị, Quảng Bình, ngoài Bắc thì chạy lên Lạng Sơn, Cao Bằng. Lúc đó là dân chúng hoang mang, những con người nghèo là khổ nhất, những người giàu có thể là lên máy bay chạy mất, nhưng mà những người nghèo thì chạy đi đâu, anh chị em chúng ta chạy đi đâu. Nên một cái lời cảnh báo cho cái vũ trụ tạo thành này cũng đang rơi vào thảm họa y như con người. Kêu với ai, ai sẽ cứu đây? Vũ trụ tạo thành này lúc đó cũng sẽ lại bám vào mẹ Maria. Có thể những ai như Chúa Giêsu nói, cho đến ngày mà nội bộ trong gia đình cũng đổ vỡ, 5 người mà 3 người chống lại 2, con trai chống lại bố, bố chống lại con trai, mẹ chồng chống lại nàng dâu, thì Chúa Giêsu nói ai bền vững trong đức tin thì sẽ được cứu. Nên cái vũ trụ tạo thành của chúng ta nó cũng đang rên xiết hốt khổ, nó cũng đang mang những vết thương đau đớn như là loài người. Và tiếng kêu than ấy cũng vang lên tới trời cao, động đến Thiên Chúa. Và lòng thương xót của Thiên Chúa được dàn trải ra. Có thể chúng ta rồi cũng chết, nhưng mà nếu mà chúng ta có lòng kính sợ Thiên Chúa thì cái chết ấy trở thành một cái hồng ân để chúng ta về với Chúa. Chúng ta không nghĩ là Chúa phải cứu cho chúng ta sống đâu. Tất cả loài người và vũ trụ này đã phạm một cái lỗi lầm kinh khủng đối với Thiên Chúa, nên tự chúng ta bị trừng phạt chứ không phải Chúa phạt ta. Nên thưa anh bà, anh chị em, lễ mẹ Maria Nữ Vương
chúng ta không bi quan, chúng ta không khủng hoảng, sợ hãi, chúng ta không chỉ tìm cách để mà chạy thoát. Nhưng mà những biến cố xảy ra xung quanh chúng ta càng giúp cho chúng ta xác tín thêm, bám chặt vào Chúa, bám chặt vào Mẹ. Vũ trụ tạo thành thế giới này của chúng ta, nhân loại này của chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu thảm họa rồi, chứ không phải đâu. Có những lúc đã chết hơn một phân nửa, đã có lúc mà gọi là cả cái các cái lục địa nó đổ vỡ tan tành, và sau đó lại hồi phục. Đã có những trận dịch giết mấy chục triệu người, riêng đệ nhị thế chiến là chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản đã giết chết đến mấy chục triệu người ở trên thế giới, nó như một thảm họa kinh khủng. Rồi bom nguyên tử của Mỹ ném cho Nhật, nó cũng là một thứ phá hoại cái vũ trụ này. Rồi bây giờ người ta nghiên cứu ra bom hạt nhân, vũ khí hạt nhân để đe dọa nhau, để tấn công nhau. Hay là bây giờ ở Việt Nam, Biển Đông đang xô xát giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tất cả những cái đó đều phá vỡ cái trật tự tốt đẹp mà Thiên Chúa đã tạo dựng lên cho con người chúng ta. Nên đến một lúc nào đó, tất cả những hậu quả nó phản ngược trở lại, chúng ta phải chấp nhận thôi. Đừng có nghĩ là Chúa trừng phạt, chính là ta đã tự phạt ta. Thì hơn bao giờ hết, đây là lúc mà chúng ta sám hối, đây là lúc mà chúng ta nhớ lại lời kêu gọi sám hối của Mẹ ở Fatima. Ông bà anh chị em có để ý thấy mỗi lần mà con về đây con giảng đó, giảng hành hương Đức Mẹ, thì con thường mời gọi mọi người mấy việc. Thứ nhất là đọc cái kinh của Đức Mẹ dạy ở Fatima: Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con, xin tha mọi tội lỗi cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót hơn, lòng Chúa thương xót hơn. Đó. Và cái thứ hai, con hay mời gọi cộng đoàn kết thúc bằng việc hát bài Năm Xưa Trên Cây Sồi. Mẹ Maria đã kêu gọi chúng ta sám hối, cải hóa cuộc đời của mình, tôn sùng mẫu tâm và siêng năng lần hạt Vân Côi. Hồi nãy anh chị em đã lần hạt Vân Côi rồi, anh chị em đến đây là tôn sùng mẫu tâm rồi. Bây giờ chỉ còn một việc nữa là anh chị em trở về gia đình, trở về khu xóm, trở về cuộc đời của mình đó. Cả con cũng vậy, con trở về với tu viện của con, thì con phải trở về với lòng hoán cải, sám hối. Ta phải thay đổi cuộc đời của chúng ta, ta hàn gắn những vết thương ở trong nội bộ gia đình, của giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái. Ta phải hàn gắn những mối bất hòa của chúng ta với những người chung quanh. Ta bắt đầu cư xử tử tế hơn, tốt hơn. Ba cái lời mời gọi của Mẹ ở Fatima, chúng ta hãy cố gắng nhớ. Mẹ là nữ vương của tất cả những ai đau khổ. Mẹ là nữ vương của cả cái thế giới tạo thành đang rên xiết này. Mẹ là nữ vương của chúng ta. Chúng ta có quyền đọc lên lời kinh của Mẹ. Ít ai biết cái lời kinh ấy là kinh của Mẹ Maria đó. Người ta đọc vậy thôi. Và kết thúc thì lại không có Amen. Có nhiều người giải thích đó là bởi vì Mẹ đã Amen thay cho ta rồi. Hay quá. Lời cầu nguyện mà được kết thúc bởi chính tiếng Amen của Mẹ Maria, nữ vương của chúng ta, thì thật tuyệt vời. Mời anh chị em đứng lên, chúng ta cùng đọc cái kinh đấy. Trước đó chúng ta đọc một kinh Kính Mừng. Kinh Kính Mừng cũng hay lắm. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử, tức là khi mà thảm họa nó xảy đến chẳng hạn, thì ta đã có lời cầu nguyện với Mẹ rồi. Sau một kinh Kính Mừng thôi, chúng ta đọc kinh của Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, và chúng ta hát Năm Xưa Trên Cây Sồi để được tự nhắc là cho mình nhớ lời kêu gọi sám hối của Mẹ Maria. Kinh Mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà của phúc lạ. Hãy
nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Năm xưa trên cây sổ Thank you.